Phương án đi quân thứ hai của đen là xe 6 tiến 3. Đen xe 6 bình 3, nước cờ đối công phức tạp. Đổi lại, như đã đi pháo 5 tiến 3, đổi pháo. Cờ đen có thể tranh hoành. Như đen xe 6 bình 3. Đỏ xe 9 bình 8. Nước cờ trước đây đã được sử dụng. Đến đây cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là pháo 2 tiến 6 và hai là pháo 2 bình 4. Khả năng đi quân nước của đen, pháo 2 tiến 6. Đỏ sẽ 2 tiến 8. Là cờ đỏ bỏ quân để lấy thế công, nước cờ hay. Đen ăn mã. Đổi lại, ra đi mã 5 lùi 3. Cờ đỏ có thế công. Như đen xe 3 tiến 3. Đen bình xe là mưu bỏ lại quân để hóa giải thế công của đỏ. Cờ đỏ có thế công. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ có thế công. Khả năng thứ hai đi quân của đen là pháo 2 bình 4. Đỏ tiến xe, khí mã tấn công. Đen pháo 5 bình 6 là nước cờ của tay cờ nghiệp dư Tôn Hạo Vũ, sử dụng năm 2005. Đổi lại, đen đi pháo 5 tiến 3. Cờ đỏ có thế công. Như đen pháo 5 bình 6. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là xe 2 bình 4 và hai là pháo 5 sau bình 8. Cách đi quân sắc đỏ: xe 2 bình 4. Đây là nước cờ mà Lý Lâm dùng chống lại Tôn Hạo Vũ năm 2005. Đen bình pháo dùng chiến thuật thiểm kích, nước cờ hay để giải vây. Đỏ lùi pháo, nước cờ hơi chậm. Đổi lại, đỏ thể nghiên cứu đi mã 3 lùi 4. Hình thành hình thế, hai bên đều có nguy hiểm. Chiếc đỏ pháo 3 lùi 1. Đỏ ăn pháo. Đỏ thể nghiên cứu đi mã 3 lùi 4. Tiếp theo có thể là cờ đỏ tuy kéo quân nhưng có thế công, hình thành hình thế hai bên đều có nguy hiểm. Như đỏ pháo 3 bình 7. Đen vào pháo đầu, nước cờ hay, giải trừ áp lực, duy trì lợi thế hơn quân. Đỏ pháo 5 tiến 3 ăn pháo. Đổi lại như đỏ đi, mã 3 tiến 5 ăn pháo.
Cờ đen ưu thế. Nhĩ đỏ, pháo 5 tiến 3. Cờ đen ưu thế lớn. Mà các bạn xem lại cái nó đi.
Cờ đen ưu thế lớn. Khả năng thứ hai của đỏ là pháo 5 sau bình 8. Đây là nước cờ mà Lư Hy dùng đối phó với Lưu Lập Sơn năm 2005. Đỏ bình pháo nhằm uy hiếp tấn công cạnh. Nước cờ có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra là yếu. Đen cao pháo, nước cờ hay. Đổi lại, đen đi xe 3 bình 2 ngăn pháo. Cờ đỏ có thế công mạnh. Như đen pháo 6 tiến 1. Đỏ pháo 8 tiến 5. Đổi lại như đỏ tiến pháo xuống đáy. Cờ đỏ vỡ trận. Như đỏ pháo 8 tiến 5. Đen đấm tốt đuổi pháo, hóa giải thế công của đỏ. Đen pháo 4 bình 6 đuổi xe, nước cờ hay để giải vây. Như đen đi nhầm xe 3 bình 5. Cờ đỏ tất thắng. Như đen pháo 4 bình 6. Sau khi đổi quân, đến đây cờ đen ưu thế. Ăn tốt biên, dọa chiếu hết, cờ đen mở rộng ưu thế. Đỏ xe 9 bình 8. Đỏ không thể mã 5 tiến 7 ăn xe.
Muộn cung tuyệt sát. Nhĩ đỏ xe 9 bình 8. Đen thắng cờ. Vì như tiếp theo. Bắt chết mã, cờ đen tất thắng. Mời các bạn xem lại các nước đi.
đen thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.